chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cộng review. Và trên tay mình đang là chiếc IQ 3. Đây là chiếc smartphone gaming mới nhất thuộc thương hiệu con của Vivo là IQ, với tên mã là IQ 3. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái bài mở hộp cũng như là chia tay nhanh sản phẩm này, để xem là chiếc máy này nó có gì đặc biệt nhé. Ok, và đây là chiếc IQ 3. Mình sẽ tiến hành khui hộp cái sản phẩm này ra. Thì mặt hộp đây chúng ta sẽ có tên mã là IQ 3 này, được dập chìm luôn, với logo 5G. Chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ mạng 5G luôn. Đó. Mà sau đây thì sẽ có một vài cái thông tin về email, nhưng mà tất cả ở đây thì đều toàn bằng tiếng Trung Quốc thôi, vì đây là một chiếc máy xách tay từ thị trường Trung Quốc mà. Ở cạnh hông đây thì chúng ta sẽ có logo Hi-Res Audio, thì chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ âm thanh chất lượng cao Hi-Res. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp ra nhé. Ở phía bên dưới đây thì chúng ta sẽ có phụ kiện, một khay đựng máy này, một cái tấm đỡ máy. À không, đây cái hộp chứ. Cái hộp này thì nó sẽ cũng có tên mã IQ ở đây. Đó. Và trong đây thì nó sẽ đựng chúng ta một cái ốp silicone nhưng mà lại được làm nhám, cùng với tập sách hướng dẫn sử dụng và que chọc SIM. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái tab email này, củ sạc. Và đây là củ sạc thì nó sẽ có công suất là 11V 5A, nếu nhân lên thì nó rơi vào là 55W. Đó. Đây là củ sạc nhanh Super Flash Charge 2.0. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một sợi cáp là USB Type-C, và sản phẩm này thì nó sẽ không có tai nghe. Đó, và đây là toàn bộ phụ kiện của chiếc IQ 3, bởi vì là mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm nhé. Quay trở lại với chiếc IQ 3 của chúng ta, đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về phần thiết kế của sản phẩm này. Thì chiếc máy này nó sẽ có một thiết kế được hoàn thiện từ khung kim loại và hai mặt kính. Cái phần mặt lưng sau của sản phẩm này thì nó được bo cong với cả bốn phía, nên cho cảm giác cầm nắm trên tay mình thấy nó cũng khá là ok, thoải mái. Kích thước màn hình ở mặt trước đây của nó là 6.44 inch, và đây sẽ là một cái màn hình đục lỗ. Và phần đục lỗ này thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Và cái phần thiết kế mặt trước này, nếu như mà bỏ cái phần camera selfie này thay bằng camera pop up ấy, thì mình thấy nó khá là giống với chiếc Redmi K20 hay là K20 Pro. Mà sau lưng đây thì chúng ta sẽ có cụm lên tới là 4 ống kính camera, bao gồm cảm biến chính thì sẽ có độ phân giải là 48 megapixel, cảm biến thứ hai là một cảm biến góc siêu rộng có độ phân giải là 13 megapixel, cảm biến thứ ba là cảm biến tele cũng có độ phân giải là 13 megapixel và có khả năng zoom quang học 2x và zoom kỹ thuật số lên tới là 20x. Cảm biến cuối cùng là một cảm biến đo chiều sâu có độ phân giải là 2 megapixel, giúp bạn chụp ảnh chân dung xà phông. Ở phía góc dưới này thì chúng ta sẽ có logo của IQ. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế của sản phẩm này thì ở cạnh bên phải chúng ta sẽ có phím nguồn cùng với là phím tăng giảm lượng. Phím nguồn này thì nó sẽ được làm màu đỏ. Các bạn có thể ý là chúng ta sẽ có hai cái vạch ở trên hai đầu này. Đây sẽ là hai cái phím cảm ứng với tên gọi là Master Touch, giúp người dùng có thể gắn các phím chức năng trong các trò chơi. Ví dụ như các bạn chơi PUBG thì các bạn có thể gắn cái phím này, ví dụ đây là phím bắn này, hoặc là bên này thì sẽ là phím ngắm, thì các bạn có thể dễ dàng thao tác hơn. Đó, trải nghiệm game nó cũng sẽ là tốt hơn. Tiếp theo ở phía dưới cạnh đáy thì chúng ta sẽ có một khay SIM. Chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ hai SIM không thẻ nhớ, bên cạnh là mic điện thoại này, cổng sạc USB Type-C và loa ngoài. Chiếc máy này thì nó sẽ chỉ hỗ trợ chúng ta một loa ngoài phía dưới đáy thôi. Ở cạnh bên phải đây thì chúng ta sẽ có một cái nút kích hoạt trợ lý ảo Jovi của Vivo. Tuy nhiên thì nó chỉ hữu ích ở thị trường Trung Quốc mà thôi. Về Việt Nam thì hầu như nó hoàn toàn vô dụng. Tiếp theo ở cạnh bên trên thì chúng ta sẽ có một cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Điều này thì chắc chắn là các game thủ rất là cần thiết rồi. Cùng với đó là một cái mic phụ để thu âm. Và đó là tổng quan về phần thiết kế của chiếc Vivo IQ 3. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về phần màn hình của sản phẩm này. Về màn hình thì nó sẽ có kích thước là 6.44 inch. Tấm nền được trang bị ở trên màn hình này là tấm nền Super AMOLED của Samsung, hỗ trợ HDR10+. Và diện tích hiển thị ở phía mặt trước đây nó chiếm lên tới là 91.4%. Và ngoài ra thì nó còn hỗ trợ luôn chúng ta một cụm cảm biến vân tay được đặt ở bên trong màn hình, với tốc độ nhận diện chỉ 0.29 giây theo như công bố của nhà sản xuất. Về cái trải nghiệm ở trên màn hình này thì mình thấy nó cho màu sắc lên tươi do sử dụng tấm nền là Super AMOLED, độ tương phản cũng rất là tốt. Nói chung là màn hình hiển thị của sản phẩm này nó cho chất lượng là ok trong tầm giá. Tiếp theo là mình sẽ chia sẻ về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị con chip đến từ Qualcomm, đó chính là con chip Snapdragon 865, đi kèm với các biến thể RAM bao gồm 6, 8 hoặc là 12GB, chuẩn là RPDDR5. Bộ nhớ trong có các phiên bản là 128 và 256GB với chuẩn là USB 3.1. Về pin thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị viên pin có dung lượng là 4400 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 55W.
Về phần mềm ấy, thì hiện tại chiếc máy này nó đang được chạy ở trên cái giao diện là EQUI và được tùy biến ở trên nền tảng đó chính là Android 10. Chiếc máy mình đang cầm trên tay đây thì sẽ có dung RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Đó. Ok, vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn cái bài mở hộp cũng như là chia tay nhanh chiếc Vivo IQ3. Và đây là chiếc smartphone gaming mới nhất của IQ. Hiện tại thì chiếc máy này nó đang được bán sách tay tại thị trường Việt Nam với mức giá dao động từ 10 cho tới 12 triệu đồng. Và mình nghĩ nếu như mà để lựa chọn chiếc smartphone này với tầm giá đó thì mình sẽ không lựa chọn, bởi vì mình sẽ có sự lựa chọn khác, đó chính là chiếc Black Shark 3 mà mình cũng mới mở hộp ngày hôm qua. Bởi vì chiếc Black Shark 3 nó sẽ mang lại chúng ta một cái cảm giác chơi game là một chiếc smartphone gaming thực thụ hơn. Đó. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc IQ3 này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.